BLACKPINK ghen tị nhất hôm nay, được Jenny cưng nựng, ôm ấp, spam toàn hình ảnh yêu thương. Trong số các thành viên của BLACKPINK, người được mệnh danh thánh spam không ai khác chính là cô nàng Jenny, dù không phải ngày nào, giờ nào cũng lên Instagram xả hình cho gần 16,8 triệu người theo dõi cùng xem nhưng mỗi lần đăng hình là Jenny sẽ đăng liền 7.749 tấm, spam rất nhiều hình ảnh lên viết lẫn story. Hôm nay, cũng lại là một ngày như thế. Các fan của BLACKPINK lại được dịp thấy thánh Spam Jenny trở lại với liên tiếp các hình ảnh về một nhân vật đặc biệt, nhân dịp sinh nhật của nhân vật ấy. Jenny đăng một loạt hình ảnh kèm lời nhắn gửi yêu thương khiến các fan của BLACKPINK cảm thấy vô cùng ghen tị, thậm chí sinh nhật Jenny, sinh nhật của các thành viên trong nhóm như Jisoo, Lisa, Rosé -E cũng không được Jenny ưu ái đến như thế này. Nhân vật này là ai mà được Jenny cưng đến vậy? Vâng, Xin giới thiệu với các bạn đây là chú chó cưng của Jisoo, tên là Dan Hôm nay là sinh nhật của chú cún ấy. Chỉ là một chú chó thôi nhưng lại chiếm được biết bao nhiêu là tình yêu thương của Jenny lẫn các thành viên của B.L.A.C.K.P.I.N.K.D.A.L.G.O.M. được Jenny cưng chiều tới mức cho chui hẳn luôn vào trong áo như chú chuột túi thế này. Jenny đăng một loạt story chỉ để chúc mừng sinh nhật chú cún của Jisoo. Thậm chí fan còn để ý rằng, đến sinh nhật của các thành viên BLACKPINK hay sinh nhật của hai chú chó mà Jenny nuôi cũng không được Jenny ưu ái thế này. Jenny có nuôi hai chú chó là Kai và Kuma nhưng so với hai đứa con ruột của mình thì Jenny lại cưng cậu con trai của Jisoo hơn thì phải. Thật tội nghiệp. Đây chắc chắn là nhân vật khiến fan của BLACKPINK cảm thấy ghen tị nhất ngày hôm nay. Hôm nay sinh nhật con trai ruột của mình, nhưng Jisoo cũng chỉ đăng một chiếc story thương yêu mà thôi. Lisa cũng đăng story hình ảnh đáng yêu của cún cương đan gom mà Jisoo nuôi. Có thể thấy, nhân vật boss này quyền lực đến thế nào trong BLACKPINK. Nhìn vào cách các thành viên chúc mừng sinh nhật là biết chú cún đan gom của Jisoo được các thành viên BLACKPINK vô cùng yêu quý và cưng chiều. Chúc mừng sinh nhật chú boss quyền lực của BLACKPINK nha.